Một nhà khoa học ở Mỹ từng khẳng định người ngoài hành tinh thực sự tồn tại và chụp ảnh làm bằng chứng. Boy Bushman, qua đời vào tháng 8 năm 2014, là một nhà khoa học hàng đầu của Mỹ từng làm việc tại căn cứ bí mật của khu vực 51. Ông tuyên bố mình có thể chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh, đồng thời làm một bộ phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày của mình tại khu vực 51. Boy giới thiệu công việc chính của mình là kỹ sư trưởng tại căn cứ của khu vực 51. Công việc hàng ngày của ông là nghiên cứu các công nghệ mới, chịu trách nhiệm cho một dự án kỹ thuật có tên là chuyến bay phản trọng lực. Nghiên cứu về phản trọng lực được áp dụng trong lĩnh vực bay thông qua việc nghiên cứu đĩa bay đã rơi xuống trái đất để tìm ra khả năng bay với tốc độ ánh sáng. Đĩa bay đến từ đâu? Theo Boy, chiếc đĩa bay mà họ nghiên cứu chính là chiếc đĩa bay bị rơi trong sự kiện Roswell năm đó. Bởi vì đang ở trong căn cứ bí mật tham gia nghiên cứu đĩa bay, Boy từ lâu đã có cơ hội tiếp xúc với người ngoài hành tinh, đồng thời cho biết cùng người ngoài hành tinh giao tiếp là thông qua thần giao cách cảm. Ông còn chụp lại ảnh người ngoài hành tinh để chứng minh mình không nói dối. Vì căn bệnh nan y, Boy đã mạnh dạn tiết lộ nội tình của khu vực 51, vì ông sợ rằng khi ông chết thì sự thật sẽ bị chôn vùi hoàn toàn. Boy mô tả những người ngoài hành tinh cao khoảng 4,5 hoặc 5 feet, với các ngón tay dài và bàn chân có màng. Họ đã du hành từ các hành tinh xa lạ đến trái đất trong UFO trong khoảng thời gian 45 năm. 18 người ngoài hành tinh đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ. Căn cứ không quân ở Nam Nevada có quan hệ với người ngoài hành tinh. Boy nói rằng đồng nghiệp của ông, một người cũng tham gia vào cùng một dự án, đã mất tích một cách khó hiểu vài ngày trước khi nghỉ việc. Vì đã làm việc với người ngoài hành tinh trong thời gian dài nên ông hiểu rõ hơn về các nền văn minh ngoài hành tinh, chỉ ra rằng công nghệ của người ngoài hành tinh cao hơn con người rất nhiều, tuổi thọ của họ cũng dài hơn con người. Khi họ đi thuyền trong không gian vũ trụ, tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Trên phương diện thực tế, mặc dù công nghệ của con người đã trải qua nhiều bước nhảy vọt, nhưng sự hiểu biết về vũ trụ bao la vẫn chỉ là dừng lại tại mặt ngoài.